tổng hợp những câu nói hay nhất trong anime phần 4. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Kẻ yếu được định sẵn phải nằm dưới gót giày của kẻ mạnh. Nếu điều đó khiến người phẫn nộ, hãy vượt qua sự yếu hèn của mình. Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Nếu chỉ cần nỗ lực kiên trì thì có thể đạt được vị trí cao nhất, vậy cậu nghĩ thế giới này sẽ có đến bao nhiêu người đứng nhất? Quá khứ khiến bạn day dứt vì hối tiếc, tương lai đưa bạn đến bộn bề bài hoài và âu lo. Vì thế, hãy chỉ tập trung vào hiện tại thôi, bởi nó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà bạn có thể tận hưởng. Nếu như mỗi người đều luôn có thể cảm thông cho cảm xúc của nhau, thì trên đời này đã không tồn tại chiến tranh. Vấp ngã, rồi lại thất bại, nhưng từ đó, từng chút một, chúng ta liền trở nên mạnh mẽ hơn. Không ai biết được tương lai chứa đựng điều gì, vì thế, tiềm năng của nó là vô hạn. Nếu xin lỗi giải quyết được mọi chuyện, thì đâu cần tới cảnh sát. Vì mình chỉ sống một lần, nên ít nhất mình sẽ không để mọi người thất vọng. Cuộc đời không giống như một quyển sách, đọc phần đầu là đoán được phần cuối. Cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều. Mỗi người đều có một quá khứ mà không muốn ai đó nhắc đến. Cả thằng ngu và cây kéo đều dùng được, nhưng không được để thằng ngu dùng cây kéo. Đừng lo lắng vì những gì bạn không làm được. Hãy làm hết sức mình, sống vô tư và lạc quan, vì có nhiều người còn không làm được điều đó. Khi bạn tận lực thực hiện một điều gì đó, bạn chắc chắn sẽ luôn sợ hãi rằng lỡ như ta không thể quay đầu lại được nữa. Nếu con muốn hiểu một người, hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu lý do vì sao họ tức giận. Thế giới mà chúng ta đang sống như một hỗn tạp của thanh cao và u tối, hạnh phúc và nỗi đau, vững vàng cùng phù phiếm. Nhưng chỉ cần bạn đang sống, thì điều tốt đẹp chắc chắn sẽ xuất hiện. Hãy tin tôi. Niềm hy vọng chỉ mang lại cho ta nỗi đau. Nếu như không kỳ vọng bất cứ điều gì, thì ta sẽ không phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng nào cả. Những kẻ dám đối mặt với cái chết mới thật sự là kẻ mạnh. Muốn thắng được loại người này, phải là những ai hiểu rõ giá trị của cuộc sống. Các bạn cảm thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé.